Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên minh Confession. Nhiều bạn đến giờ chắc vẫn còn ngồi nhớ lại kỷ niệm 8 năm debut LCK của Faker đúng không? Lại nói không đi xem nào, 8 năm thăng trầm vụt qua như chớp mắt. Cùng nhìn qua một chút về chặng đường đó của huyền thoại Quỷ Vương Faker trong bản tin nóng tối ngày hôm nay với Trang nhé. Bằng cách nào Tinikun có thể cứu con tàu đắm SBTC Esports? Thống trị VCS chưa đủ, siêu sao đường trên số 1 Việt Nam đang bứt tốc ngoạn mục trong top đầu thách đấu hàng. Trinby gửi lời xin lỗi đến Tin sau vụ dung túng quản lý dọa đánh vỡ đầu. Kỷ niệm 8 năm ngày Faker trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Mình đã rất mong có thêm một ai nữa giống Messi và Ronaldo trong bóng đá, để chúng ta có thể hiểu luôn có một cạnh tranh vô hình giữa hai người. Nhưng chắc chắn một điều không thể bàn cãi, Faker đã trở thành huyền thoại trong tất cả các huyền thoại ta từng biết. Nên là mọi người nhớ để lại một like và một subscribe để cùng chúng mình chứng kiến những bước đi tiếp theo của ngôi sao này nhé. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, cùng đến với chi tiết bản tin ngày hôm nay thôi nào. Kỷ niệm 8 năm Faker trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Ngày 23 tháng 3 năm 2013, Faker lần đầu tiên xuất hiện trong một trận đấu liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, đó là trận SKT T1 và Bad Girls, đồng đội của anh lúc bấy giờ là Benji, Pickles, Impact và Putmandu. Tính tới thời điểm hiện tại, Faker đã có 9 chiếc cúp vô địch LCK, lần gần đây nhất là mùa xuân 2020, 3 cúp vô địch chung kết thế giới liên minh huyền thoại năm 2013, 2015 và 2016, 2 cúp MSI năm 2016 và 2017 và rất nhiều giải thưởng khác. Kỷ niệm 8 năm Faker trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp được rất nhiều fan trên thế giới hưởng ứng. Họ chia sẻ hình ảnh, bình luận về Quỷ Vương bất diệt trong niềm hân hoan và chờ đợi thành công tiếp theo của thần tượng. Năm 2021, Faker vẫn đang thi đấu cho đội tuyển T1, SKT T1 đổi tên. Anh vẫn chơi ở vị trí pháp sư đường giữa và đang là người đánh chính của đội. T1 có 10 thành viên thay nhau thi đấu để tìm ra đội hình mạnh nhất. Sau cùng có lẽ ban huấn luyện đã tìm ra được 5 gương mặt xuất sắc có thể kết hợp với nhau, đó là Kana, Kurs, Faker, Teddy và Karia. Đội tuyển T1 đã có mặt ở vòng playoff LCK mùa xuân 2021, thời gian thi đấu từ 31 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4. Hình ảnh kỷ niệm 8 năm Faker trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Fan bày tỏ tình cảm dành cho thần tượng. Faker luôn là nguồn cảm hứng, cảm ơn anh đã xuất hiện. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến theo cách của anh. Hành trình chỉ mới bắt đầu, hãy đòi lại ngôi vương của anh. Anh luôn là huyền thoại của chúng tôi. Người hâm mộ Faker ở Việt Nam tổ chức offline để kỷ niệm ngày này. Quà của Faker ở lần kỷ niệm 8 năm trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Thống trị VCS chưa đủ, siêu sao đường trên số 1 Việt Nam đang bứt tốc ngoạn mục trong top đầu thách đấu hàng. Với 2 thắng lợi trước SBTC Esports và Sài Gòn Buffalo hồi cuối tuần qua, Gam Esports tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình tại vòng bảng VCS mùa xuân 2021. Về mặt cá nhân, Kiaya, ngôi sao đường trên của đội tuyển vàng đen cũng tiếp tục chứng minh được đẳng cấp hàng đầu của giải đấu với những màn trình diễn thuyết phục trước Seros và Hasmet. Đến thời điểm hiện tại, không ai có thể nghi ngờ vị thế của Kiaya với tư cách là tuyển thủ đường trên số 1 VCS, thậm chí với việc địa 1 đang không có được phong độ cao trong màu áo của SBTC Esports thì Kiaya cũng có thể xem là ngôi sao hàng đầu giải đấu hiện tại. Không chỉ bay cao cùng Gam trên bảng xếp hạng, Kiaya còn đang thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc trong hành trình chinh phục rank hàng. Khi theo thông tin ghi nhận cho đến hiện tại, anh đã thành công chạm mốc top 58 bậc xếp hạng thách đấu mấy chủ liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Điều đáng nói đó là so với những người chơi xếp trên, top 50, top 40, Kiaya sở hữu tỷ lệ thắng khá cao là 57% và có số trận đấu ít hơn. Có nghĩa là với phong độ như thế này, thứ bậc của anh có thể được cải thiện một cách nhanh chóng. Trong tuần này, Kiaya đã có một phong độ tương đối khủng khiếp, đặc biệt là chuỗi 9 trận thắng liên tiếp cách đây 2 ngày, giúp anh nhảy vọt gần 20 hạng trong 100 thách đấu và vẫn đang được duy trì cho đến thời điểm hiện tại. Kiaya hiện cũng đang là tuyển thủ VCS có bậc xếp hạng cao nhất tại mấy chủ Hàn Quốc và gần như chắc chắn tuyển thủ này sẽ hướng tới việc chinh phục mục tiêu tiếp theo, đó là lọt vào top 50 thách đấu hàng. Trinby gửi lời xin lỗi đến Tin sau vụ dung túng quản lý dọa đánh vỡ đầu. Trong buổi livestream gần đây của Trinby, quản lý kênh chat bất ngờ để lại bình luận gây sốc: "Nếu tôi là Trinby thì tôi đã đập vỡ đầu Tin rồi." Ngay lập tức đoạn tin nhắn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tất cả đều chờ đợi câu trả lời tới từ ngôi sao của FunPlus. Ngay sau đó, FunPlus Phonis cho biết đó chỉ là trò đùa của quản lý kênh chat này, nhưng bất ngờ Trinby dung túng hành vi này bằng cách đề nghị quản lý thay đổi nickname, tức là tên gọi trên kênh chat là được. Vụ việc vỡ lở khiến Trinby mất ngay 200.000 người theo dõi trên Weibo, ngoài ra nhiều fan trung thành thường xuyên donate cho anh cũng quay lưng mà đi.
Không để vụ việc đi quá giới hạn, John B chia sẻ lời xin lỗi dài 422 chữ trên Weibo. Anh gửi lời xin lỗi tới Thiên, người hâm mộ và đồng đội tại FunPlus Phoenix. Ngoài ra, John B cho biết sẽ tạm dừng livestream để tập luyện và thi đấu tại LPL. Anh nhấn mạnh rằng không có bất kỳ vấn đề gì giữa anh và Thiên. Nhưng người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra bài viết xin lỗi của John B có gì đó sai sai. Những chia sẻ của John B trên Weibo thường được viết bằng điện thoại, nhưng bài xin lỗi này có những chi tiết cho thấy không phải là John B là người thực hiện. Nó được viết bởi người khác, làm sao mọi người có thể tin rằng John B đã thực sự nhận sai, người hâm mộ chia sẻ. John B và Thiên từng vô địch chung kết thế giới 2019 với thành tích đầy ấn tượng, nhưng sau thành tích ấy, FunPlus Phoenix thi đấu không tốt, đặc biệt là Thiên, anh phải tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương. Việc John B và Thiên có mâu thuẫn đã được đồn đại từ rất lâu, thậm chí tay chơi đường giữa từng chỉ trích rằng cậu ta thốt ra toàn những lời rác rưởi khi Thiên tự tin nói rằng sẽ hạ gục Kanavi dù chỉ chơi bằng chân. Giờ đây, ngay cả khi Bo không thể thi đấu thì Thiên cũng không thể trở lại. Thay vào đó, FunPlus Phoenix sử dụng tay chơi đi rừng trẻ tuổi là Beijuan, rất có thể Thiên sẽ buộc phải tìm bến đỗ mới ngay trong mùa xuân này. Bằng cách nào, Tinikun có thể cứu con tàu đắm SBTC Esports? Trước thềm VCS mùa xuân 2021, SBTC Esports nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ với đội hình toàn sao gồm Seros, Yijin, Địa Một, Celebrity và Slay. SBTC sở hữu những cá nhân top đầu VCS ở từng vị trí, nhưng sau 11 vòng đấu, Dream Team thi đấu mờ nhạt với thành tích 6 thắng và 5 thua. Thậm chí huấn luyện viên Violet úp mở chuyện SBTC Esports có thể giải tán nếu không lọt top 4 và có nhà tài trợ mới. Trước vô vàn khó khăn ấy, Tinikun quyết định hỗ trợ Violet nhằm vực dậy một đội hình đã rệu rã. Quả thực cựu huấn luyện viên Gam Esports hoàn toàn có thể mang tới một SBTC Esports hoàn toàn mới trong giai đoạn còn lại của VCS mùa xuân 2021. Triết lý sói đầu đàn. Kinh nghiệm và khả năng của huấn luyện viên Violet là không phải bàn cãi. Anh từng là tuyển thủ chuyên nghiệp và đảm nhận vị trí huấn luyện viên trong thời gian dài, nhưng có một điểm yếu không thể chối cãi của huấn luyện viên Violet, anh quá hiền. Theo dõi mid-check của SBTC, người ta thường thấy huấn luyện viên Violet ít có tiếng nói để các tuyển thủ chọn tướng theo ý thích. Ngay ở trận SBTC gặp Brother Sky, huấn luyện viên Violet phải hỏi đi hỏi lại về lựa chọn chiến vương của Địa Một, hóa ra đó là Mafai và cái kết Địa Một không thể thực hiện được nhiều, SBTC thất bại trước Brother Sky ở ván 1. Gần nhất là trận SBTC gặp Jam, Địa Một chia sẻ trên livestream rằng anh và Celebrity muốn chọn Alistar trước, nhưng Yijin muốn chọn Syndra cho Địa Một. Ngay lập tức Jam khóa vào Alistar, khiến kế hoạch ban đầu của SBTC phá sản. Cảnh tượng này sẽ thay đổi khi huấn luyện viên Tinikun ra tay. Cựu huấn luyện viên Gam Esports từng chia sẻ rằng anh luôn hướng tới hình tượng sói đầu đàn, sẵn sàng lao ra đầu tiên trên chiến trường. Cái tôi mạnh mẽ của Tinikun không giống Violet, hứa hẹn sẽ tạo ra một SBTC khác biệt. Huấn luyện viên Violet đã không thể kết hợp cả năm cá tính của SBTC Esports phát huy tối đa sức mạnh. Ngay cả khi có là một đội hình ưng ý, có lợi thế, thì SBTC vẫn mắc sai lầm trong những tình huống macro để rồi đánh mất cả trận đấu. Đây là hệ quả của những buổi tập luyện không mấy hiệu quả, nhưng khi có một thuyền trưởng mạnh mẽ, cứng rắn hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Trong một trận đấu liên minh huyền thoại, chẳng thể nào có ba lane đều xanh khi hai đội không có sự chênh lệch lớn về kỹ năng, khi đó người đi rừng buộc phải đưa ra sự lựa chọn, hỗ trợ triệt để cho một hoặc hai đường. Nhưng SBTC Esports không như vậy, không ai muốn làm nền, những tình huống solo kill sai lầm của Seros khiến SBTC phải trả giá đắt. Tinikun hiểu những thành viên của SBTC Esports. Hai gương mặt tài năng, sở hữu những cái tôi mạnh mẽ nhất của SBTC phải kể đến là Seros và Địa Một. Tinikun đã quá quen thuộc và thân thiết với hai thành viên này. Để tìm ra một người hiểu Seros nhất ở VCS, đó phải là Tinikun, hơn nữa anh là người hiếm hoi có thể khiến Seros nghe lời. Tinikun công nhận tài năng và cái tôi của Seros, anh đã quá hiểu cá tính của Ma Vương và có thể đưa cái tôi mạnh mẽ này đến với những chiến thắng. Tinikun luôn theo dõi Seros, sau trận SBTC thua Gam ở lượt đi, anh viết tâm thư gửi tới đàn em. Tôi không nghĩ nên nói với Seros là nó nên hạ cái tôi xuống, nên nói nó đừng bực mình với các vụ lùm xùm với Gam, hãy vì mọi người, hay là đừng cố gắng thể hiện, Lộc à, đừng đi sai. Từ đó có thể thấy mối quan hệ giữa hai người này thậm chí còn hơn cả tình thầy trò. Chính Tinikun còn từng ví Seros là Orochimaru, còn ông là Hiruzen Sarutobi, hai nhân vật siêu gắn kết trong bộ truyện tranh anime nổi tiếng Naruto. Ngay cả cậu học trò cưng Levi cũng chưa từng được Tinikun ví von như vậy. Tương tự với Seros là Địa Một, Tinikun từng đến tận Đà Nẵng để thuyết phục Địa Một gia nhập Gam Esports. Anh cũng từng là người thường xuyên chia sẻ, trò chuyện với tay chơi đường giữa của SBTC. Tinikun từng khiến Seros và Địa Một trở thành ngôi sao của mỗi đường khi khoác áo của Gam Esports. Giờ đây, anh thừa sức để tái hiện một chiến thần và một ma vương ở khu vực đường đơn. Chiến thuật của Tinikun.
Chẳng ai có thể hiểu Tiny Kun nghĩ gì về Liên Minh Huyền Thoại. Anh đã gắn bó với tựa game này ngay từ những ngày đầu. Hơn hết, Tiny Kun có thể khiến tất cả phải bất ngờ trước những chiến thuật cực dị. Năm 2017, Gaming Spark khiến Fnatic phải ôm hận với lựa chọn Nocturne Edition cực dị cho Levi. Có lẽ chiến thuật gì không mấy cần thiết cho SBTC Esports. Với những cá nhân xuất sắc, họ hoàn toàn có thể chiến thắng nếu chơi theo lối chơi bài bản nhất. Nhưng những bất ngờ huấn luyện viên Tiny Kun có thể tạo ra là không thể bàn cãi. Biết đâu chiến thuật gì ấy lại có thể một lần nữa xuất hiện và giúp SBTC Esports vượt qua hiểm cảnh. Chắc chắn việc Tiny Kun hỗ trợ SBTC Esports chính là tín hiệu tích cực cho Dream Team của VCS. Liệu sau gần một năm trời rời xa khỏi băng ghế huấn luyện, sói đầu đàn có lụi nghề, hãy cùng chờ đợi sự khác biệt của SBTC Esports với sự góp mặt của Tiny Kun. Bản tin nóng số 428 đến đây là hết rồi ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!